căn biệt thự của Trinh là căn biệt thự bự nhất trong khu này đó nha. Bự nhất luôn đó nha. Xin chào cả nhà thân yêu. Đố cả nhà biết là Trinh đang đứng ở đâu nè. Cho cả nhà 5 giây để đón đó. 1, 2, 3, 4, 5. Tên tên, Trinh đang đứng ngay ngôi biệt thự đang xây của mình sẽ hoàn thành sau Tết đó, vui chưa? Đó là lý do tại sao mà các bạn cứ kêu Trinh là tại sao chị không quay vòng vòng nhà chị, tại sao chị không quay room tour đồ này nọ. Tại vì ngôi nhà Trinh đang ở hiện tại bây giờ rất là chật và không có còn đẹp như xưa nữa. Nên là Trinh đợi ngôi biệt thự này hoàn thành xong, Trinh sẽ quay từng ngõ ngách cho mọi người xem và quay hết nhà luôn cho mọi người xem để biết cái độ đẹp như thế nào. Và để hoàn thành một căn biệt thự như thế này thì có nhiều chuyện để kể lắm. Để một lát nữa đi vào trong thì Trinh sẽ nói những cái ý đồ cũng như là những cái ý đồ thiết kế của Trinh cho căn biệt thự này như thế nào nha. Diện tích căn biệt thự này của Trinh, diện tích sử dụng là tới 800m lận. Còn diện tích được xây dựng thì Trinh không biết nữa. Để hồi một lát nữa đi vô trong hỏi chị thiết kế nha. Cái ngôi biệt thự này thì Trinh xây theo không gian mở. Nói chung là bước vô nhà nhìn nó thoáng đãng, nhìn nó rộng rãi thoải mái lắm, nó không có bị tù túng gì hết á. Với lại mọi người có thấy cái mấy cái hình tam giác bao xung quanh nhà không? Đó chính là ý tưởng của Trinh á, tại vì Trinh đi shopping rất là nhiều, Trinh thấy shop Louis Vuitton với lại Givenchy á, nó có cái dàn ngoài rất là đẹp chiếu và đập chói hẳn mắt vô người á, nên là Trinh rất là thích. Nên là Trinh đã làm cái dàn đó là theo ý đồ của Trinh. Một lát nữa vô trong sẽ nhìn rõ hơn. Thôi bây giờ mọi người đi vô bên trong với Trinh để xem chi tiết hơn nha. À với lại nhà Trinh có một cái hồ bơi nữa đó, mà diện tích nhiêu thì không biết, chưa chẳng hỏi. Đi. Đây là cửa đi vô nè. Nhà Trinh thì có một trệt, một lửng, một lầu và một sân thượng, có 4 phòng. Ba phòng nhỏ và một phòng siêu to khổng lồ là phòng của Trinh. Với lại là sau này hoàn thành 100% rồi á thì Trinh sẽ quay chi tiết cho mọi người xem. Với lại diện tích phòng khách này rất là bự mà không biết nhiêu nữa, để hỏi bà thiết kế hả. Ê đây. Bà rất ngại máy quay, bà tên Trinh, bà là thiết kế nhà chính cho Trinh á. Là nói chung là Trinh mua miếng đất này á là khoảng từ cuối năm 2017 đúng không chị? Cuối năm 2017 và bắt đầu lên thiết kế là từ cuối năm 2018. Bắt đầu mới lên thiết kế rồi bắt đầu mới xây dựng vậy. Chị, diện tích phòng khách của mình là bao nhiêu mét vậy? Diện tích phòng khách của mình khoảng 130m2. Diện tích phòng khách là 130m2, có thể là rất là rộng á. Còn bếp? Bếp của mình thì khoảng 40m2. Bếp của mình thì khoảng 40m2. Mình có hai bếp nha các bạn, bếp khô và bếp ướt. Còn cái hồ bơi nhà Trinh thì có thêm một cái sân rộng để chơi nữa. Tại vì Trinh tính sau này là Trinh sinh hai đứa nhỏ, một trai một gái, để cho tụi nó chơi. Bây giờ tụi mình đi lên tầng lửng nha. Trên tầng lửng là một bên là phòng của ba mẹ Trinh, còn một bên là phòng của hai đứa nhỏ. Đi lên đường này đi. Nè, nhà của Trinh có thang máy lắp rồi nhưng mà chưa có xài được nha. Đi qua đây, phòng bên đây là phòng của ba mẹ Trinh. Cái này là toilet, cái này là phòng khách, cái này là toilet, cái này là phòng của ba mẹ. Đây, phòng của ba mẹ Trinh đây, gọn gàng nhỏ nhắn xinh xắn, có view rất là đẹp đó, view ngoài đây, view đây, ra ngắm view không đó. Nó nè, cái này lột ra nè mọi người có thể coi nè. Đó, xin cái này trong khu này khó lắm á, tại vì phải nắng lên một cái là nó chiếu vô nhà của người khác á, là người ta la. Mọi người có thấy xung quanh nhà Trinh toàn là kiến không? Trinh thích gương không à, tại vì nhìn nó thoáng á, nhìn ở trên đây mình có thể nhìn thẳng xuống đây được. Tại vì cái không gian phòng khách dưới này của Trinh là Trinh sẽ để một cái sofa màu trắng. Và bộ bếp của Trinh là bộ bếp mình ánh đồng phải không chị? Ánh đồng hồng. Ánh đồng hồng không phải là màu hồng mà là nó ánh đồng đồng, nó hồng lên á, chứ không phải là màu hồng không. Đó, thì mọi người có thấy mấy cọng dây đang chỉ xuống mà mấy anh đang làm không? Đó sẽ là một nguyên một cái dàn đèn thả thẳng xuống thì nhìn từ đây rất là đẹp. Ở dưới phòng khách nhìn lên cũng đẹp mà ở đây nhìn xuống cũng đẹp nữa. Cái này là ý tưởng của hai bà Trinh.
bà Trinh chủ với bà Trinh thiết kế đó. Đi, bây giờ mình đi qua phòng em bé nha, phòng hai đứa. Phòng hai baby của Trinh, một trai một gái. Không biết chừng nào đẻ nhưng mà tính trước vậy á. Đây là phòng dành cho hai baby của Trinh, một trai một gái. Trong đây là toilet, khỏi quay đi. Đó, cũng là một không gian mở, gương, kính. Đó. Sau này mà tụi nó lớn lên á thì Trinh sẽ dùng phòng khách đó để chia ra. Ví dụ mà sau này tụi nó khoảng 10 tuổi thì phải tách ra riêng rồi. Nên là phòng này sẽ cho công chúa, phòng kia sẽ cho hoàng tử. Đây là nguyên phòng của Trinh. Nguyên tầng này là Trinh ở. Tổng cộng diện tích của nó là 230m, gồm giường ngủ, gồm toilet, gồm phòng sofa. Và đây là góc sống ảo nè. Trinh chừa một góc này để quay YouTube. Đây là góc sống ảo. Còn Hồng không nhớ không? Nhớ cái tủ Hồng cũ không? Thì qua đây, đây sẽ là cái góc sống ảo. Đây sẽ là cái góc để mình đập hộp, để mình chia sẻ tiếp hay là để mình quay gì đó. Sẽ có một cái ghế ở đây nữa. Còn ở đây sẽ là để túi, để giày. Đó, để túi, để giày ở đây. Túi giày ở đâu nữa chị? Túi để giày ở đâu nữa chị? Đây, nguyên cái dàn này là để túi, để giày. Túi cái đó luôn. Còn đây là khu vực giường ngủ của Trinh. Đây là giường ngủ. Giường ngủ của Trinh nó hình tròn. Hình tròn. Đây là toilet, đây là tủ quần áo. Phòng tủ quần áo của Trinh á. Đó. Bự không? Bự không? Bự không quà. Ghê chưa? Đó. Đây là toilet. Đây là cái bồn tắm. Chị ơi, bồn tắm ở đâu? Là ở đây phải không? Đây là bồn tắm 4 người luôn á. Trinh mua bồn tắm đủ cho 4 người tắm luôn. Hai chồng, hai đứa con tắm được. Có thể nhìn ra sân vườn, có thể... Và có thể nhìn ra view sông luôn. Cái đó là gọi là cái sông đúng không ạ? Rồi, có cái ban công rất là đẹp nè mọi người. Đây, ban công rất là rộng. Mấy anh tránh, mấy em tránh ra giùm chị. Đây, ban công rất là rộng nha. Đó. Màu sắc ở trong ngôi nhà này là màu trắng, màu hồng, màu bạc. Thì lúc đầu thiết kế á, Trinh có nói với chị Trinh á, là tính trắng đen thôi. Tại vì tính Trinh cũng rất là đàn ông. Trinh thích một ngôi nhà nhìn vô là mạnh mẽ. Nhưng mà đi vô ngôi nhà thì phải biết ngôi nhà này là ngôi nhà của người đàn bà, chứ không phải là ngôi nhà của người đàn ông. Thì Trinh có phân tích với chị Trinh như vậy là nó, nhưng mà nhìn vô là phải mạnh mẽ, nhìn vô là phải mạnh, nhưng mà đi vô là phải biết là của đàn bà. Giống như á, cái phòng ngủ nhìn rất là đàn ông nếu như không có cái giường tròn. Cái giường ngủ của Trinh là giường tròn, nên là Trinh thích cái gì đó nó gọi là sao ta, giữa nó nam tính mà nó cũng nữ tính nữa. Nam tính chiếm khoảng 70% và nữ tính khoảng 30% trong đó. Đó, nói chung là vậy. Thật ra lúc đầu là nam lắm á, nhưng mà từ từ nó nhả là từ từ nó nhả là thành gái á, chứ lúc đầu là rất là man á. Lúc đầu những cái thiết kế mà Trinh gửi minh họa cho chị Trinh coi thì rất là man, nhưng mà Trinh để cho nó nhu lại từ từ, chứ bước vô nhà tưởng nhà của đàn ông không á thiệt á. Sân thượng rất là rộng, mọi người thấy không? Trinh sẽ sử dụng ở đây để trồng hoa, trồng rau hoặc là tập yoga buổi sáng gì đó. Quên, còn một chi tiết nữa là căn biệt thự của Trinh là căn biệt thự bự nhất trong khu này đó nha. Bự nhất luôn đó nha. Trên này mình cũng có thể làm nướng đồ ăn barbecue cũng được, mời bạn bè ở đây chơi cũng được. Mọi người để ý thì nhà Trinh rất là rộng và chỗ nào cũng có thể là chỗ để ngã lưng nghỉ ngơi hay là tận hưởng những cái không gian, không khí thoải mái nhất. Tại vì sau những thời gian làm việc vất vả thì Trinh luôn muốn cơ thể của mình hoặc là con người của mình được thư giãn nhất một cách có thể. Mọi người biết không, khi mà xây ngôi biệt thự này á, thì điều mà Trinh mong muốn nhất đó chính là khi mà trở về nhà thì mình được một cái cảm giác thoải mái nhất, thư giãn nhất và có nhiều góc để cho mình được nghỉ ngơi. Giống như là một công chúa nhỏ được thư giãn trong cái lâu đài màu hồng của mình vậy đó. Vì từ nhỏ Trinh đã ước mơ vậy rồi. Từ nhỏ Trinh ước mơ là lớn lên có thật là nhiều tiền để xây một cái nhà, xây một cái biệt thự, một cái lâu đài màu hồng theo ý của mình muốn. Và các bạn biết không, chỉ có bạn nào xem clip này hoặc là fan của Trinh á thì mới biết được là khi mà Trinh mua miếng đất này á, vừa miếng đất mà vừa nhà thô luôn á, là với giá là 24 tỷ.
Còn thi công thiết kế thì chưa có tính, tại vì chưa làm xong thì chưa biết mình chọn nội thất như thế nào, mắc hay rẻ là do mình chọn thôi. Nên là sau khi hoàn thành xong thì Trinh sẽ chia sẻ con số chi tiết hơn cho mọi người biết nha. Còn bây giờ thì Trinh xin chúc cho mọi người sẽ có một cái Tết vui vẻ và hạnh phúc bên người thân và gia đình của mình. Và Trinh cũng tự chúc Tết cho Trinh luôn. Trinh chúc cho năm 2020 của Trinh thật là may mắn, thật là nhiều may mắn. Và đặc biệt là sẽ gặp được một tình yêu mới, một tình yêu thật là đẹp. Còn bây giờ thì bye bye mọi người nha.